Ngày 6 tháng 3, Thánh Colette ở Kobe, năm 1381 đến năm 1447. Thánh Colette không muốn được mọi người biết đến, nhưng trong khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, Ngài đã gây được sự chú ý của rất nhiều người. Thánh Colette là con của người thợ mộc tên Debolet ở Kobe, trong thành phố Picardy, nước Pháp. Ngài sinh ngày 13 tháng 1 năm 1381, khi rửa tội lấy tên là Nicolette và thường được gọi là Colette. Năm 17 tuổi, Ngài mồ côi cha mẹ và đã chia bớt di sản cho người nghèo. Ngài gia nhập dòng Ba Francisco và sống cô độc ở Copi, trong một căn phòng mà lối mở ra thế giới bên ngoài chỉ là cánh cửa sổ sát vách với nhà thờ. Sau 4 năm, với sự chấp nhận và khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13, Ngài từ bỏ cuộc sống cô độc, gia nhập dòng Thánh Clara nghèo hèn và cải tổ dòng theo như quy tắc ban đầu của Thánh Clara. Bất kể sự chống đối dữ dội, Ngài kiên trì theo đuổi ý định, thành lập 17 tu viện sống theo quy tắc này và cải tổ một vài tu viện cũ. Các nữ tu của Ngài nổi tiếng là nghèo hèn. Họ từ chối bất cứ lợi tức nào và thường xuyên chay tịnh. Thánh Colette nổi tiếng vì sự thánh thiện, sự xuất thần và các lần thị kiến sự thương khó. Và Ngài đã tiên đoán đúng về cái chết của Ngài trong tu viện ở Ghent, nước Bỉ. Phong trào cải cách của thánh nữ đã lan tràn sang các quốc gia khác. Cho đến nay, một nhánh của dòng thánh Clara nghèo hèn thường được gọi là các nữ tu Colettines. Thánh nữ qua đời ngày 6 tháng 3 năm 1447 ở Ghent, nước Bỉ. Thánh nữ Colette được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8 tôn phong chân phước năm 1604 và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 nâng lên bậc hiển thánh ngày 24 tháng 5 năm 1807. Hài cốt của thánh nữ Colette được giữ trong một hòm đựng bằng vàng, trông giống một nhà thờ nhỏ được đặt tại đan viện thánh nữ Clare ở Ponitny. Nơi đây cũng đang giữ các món đồ nhỏ khác, chẳng hạn một chiếc bát bằng gỗ thánh nữ đã dùng, một bức thư viết tay, con chấm và một quyển sách bọc giấy ngà có bìa vẽ ảnh ba vua. Trong một lần được thị kiến chú thú thế, thánh nữ đã được nhận từ tay người một cây thập giá nhỏ nạm những phiến đá quý. Thập giá này vẫn được các nữ tu dòng Clare gọi là thập giá thiên đàng. Thánh tích này hiện được giữ hết sức nghiêm cẩn tại đan viện thánh Clare ở Besançon, nước Pháp. Lời bàn: Thánh Colette bắt đầu cuộc cải cách trong thời kỳ Đại Ly giáo Tây Phương, năm 1378 đến năm 1417, là thời kỳ có đến 3 giáo hoàng và bởi đó đã chia cắt giáo hội Tây Phương. Một cách tổng quát, giáo hội phải trả một giá rất đắt cho sự nhũng lạm của các giáo sĩ trong thế kỷ thứ 15. Lời cầu nguyện và sự hy sinh của Thánh Colette và các nữ tu của Ngài có lẽ đã phơi bớt những khốn khổ cho giáo hội trong thời gian ấy. Trong bất cứ trường hợp nào, sự cải tổ của Thánh Colette cho thấy giáo hội luôn luôn cần theo sát Đức Kitô. Lời trích: trong chúc thư tinh thần, Thánh Colette viết cho các nữ tu: chúng ta phải trung tín với những gì đã hứa. Nếu vì sự yếu đuối con người mà chúng ta sa ngã một cách mau mắn, chúng ta phải trỗi dậy luôn qua sự thành tâm sám hối và chú ý đến một đời sống tốt lành, cũng như một cái chết thánh thiện. Xin Thiên Chúa là Cha của lòng thương xót, xin Đức Chúa Con qua sự thống khổ thánh thiện, và xin Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của bình an, nhân hậu và tình yêu, luôn tràn lấp chúng ta với ơn an ủi của các Ngài. Amen.